Quý vị khán giả thân mến, đây sẽ là hai khách mời mà nhỏ tuổi nhất đến với trường quay của Tám Phim. Xin được giới thiệu, đó chính là An Nhiên và Tuấn Phong. Xin chào hai con. Con chào cô ạ. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Cherry An Nhiên, con 5 tuổi ạ. Con chào cô và tất cả mọi người ạ. Con là Tuấn Phong, năm nay con 7 tuổi. Khoảng thời gian gần đây này, khi mà hai con lên sóng các bộ phim truyền hình, và đặc biệt là trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu, thì mọi người rất là yêu thương hai con. Hai con có thấy vui không? Dạ có ạ. Con cũng thế ạ, con cũng rất vui. Trước khi mà đến với bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu thì các con cũng đã có rất là nhiều vai diễn rồi. Thế nhưng mà khi mà các cô chú mời con đến tham gia thì các con có phải trải qua những cái buổi thử vai hay là buổi casting hay là phỏng vấn nào đó để được chọn vào vai của bé Voi và bé Happy không? Con chỉ đến gặp cô chú xong rồi đi phỏng vấn phim Đừng Làm Mẹ Cáu, con được vào phim mới ạ. Tức là đến gặp các cô chú là con được nhận vai luôn. Vâng. Bởi vì con rất giống bé Voi. Vâng, bởi vì có tinh nghịch này, xong ăn nhiều này, xong rồi lại còn dễ thương nữa. Thế còn với bé An Nhiên? Sáng hôm đó mẹ chở con đến đài truyền hình để con casting. Và lúc đấy có rất nhiều anh chị cũng đến thử vai bé Happy. Con là một em bé nhỏ nhất. Lúc mà con casting, con thử vai bé Happy thì con đã được các bác, các cô chú chọn vào vai của bé Happy. Theo cô Thùy thấy nhá, ở trong các bộ phim thì việc mà các bạn có thể học thuộc những lời thoại này, hay là việc các bạn có thể tương tác với các cô chú diễn viên, thì sẽ phải tập qua một thời gian rất là dài. Thế lúc mà hai con tập cùng với các cô chú thì các con có cảm thấy là hơi khó để học thoại hay là hơi khó để mình diễn cùng các cô chú lớn tuổi không? Dạ, con đã đóng phim rất nhiều rồi nên là con thấy không khó khăn một chút nào ạ. Con sẽ nhờ các bác, các cô chú dạy con học thoại này hoặc là làm cho con có cảm xúc ạ. Thế còn với Tuấn Phong, cô Thùy thấy con hình như không lo lắng tí nào thì phải đúng không? Vâng, con chưa bao giờ gặp khó cảnh nào ạ. Tức là cảnh nào với Tuấn Phong cũng dễ luôn đúng không? Vâng. Thế bình thường mà ở nhà hai bạn mà có hay luyện tập những cái câu thoại đó, trước khi mà mình lên TV, trước khi mà mình lên trường quay hay là lên với các cô chú ở đoàn làm phim, thì mình ở nhà mình có hay tập với bố mẹ không? Bình thường buổi con sẽ tập thoại vào buổi tối trước khi quay. Khi đến đấy chỉ quay thôi, không mất công học thoại nữa. Con phải nhẩm đi nhẩm lại thì mới thuộc. Trong phim có những cảnh mà em bé Happy là vai của An Nhiên khóc cực kỳ là ngọt luôn, và mọi người xem mọi người thấy rất là thương và rất là cảm động. Thì con có thấy là nó hơi khó cho con để con phải lấy cảm xúc để khóc được ngay lúc diễn không? Dạ con thấy không khó, tại vì là con sẽ nghĩ đến những chuyện mẹ bỏ rơi con, mẹ không yêu con nữa, là con sẽ nghĩ đến chuyện đấy con buồn rồi con khóc. Thế ở bên ngoài thì cô Thúy đang tò mò là không biết An Nhiên có dễ khóc như vậy không? Hay là nhiều bạn thì còn gọi là một cái tính cách là hơi mít ướt một chút xíu, thì An Nhiên ở bên ngoài đời có mít ướt không? Dạ con không ạ. Thế thì An Nhiên ở bên ngoài đời là một cô bé như thế nào nhỉ? Một cô bé rất là mạnh mẽ, còn rất là ngoan này. Rất là ngoan. Con và mẹ Quỳnh Cun đóng cùng với nhau rất nhiều, đúng không nào? Để có được những cái giây phút mà ở trên TV hai mẹ con diễn rất là mượt mà rất là tình cảm như thế, thì ở bên ngoài chắc chắn là mẹ Quỳnh cũng sẽ rất là yêu thương con, giống như là con ruột của mẹ đúng không? Đúng rồi ạ. Có những lúc mà con quay thì là con với mẹ Hạnh cũng sẽ được nghỉ giải lao. Hai mẹ con có quay những video cùng nhau này, hoặc là chụp ảnh cùng nhau cô ạ. Rồi mẹ Hạnh có mua cả đồ ăn cho con, mà mẹ còn tặng cho con cả búp bê hoặc là mấy món là con thích ạ. Bây giờ mình thử tưởng tượng một tí nhá. Nếu như có một vai diễn mới dành cho hai con, thì các con thích là mình sẽ hóa thân thành một nhân vật như thế nào? An Nhiên à? An Nhiên sẽ thích mình thành một nhân vật như thế nào? Một em bé như thế nào nhỉ? Một em bé dễ thương này, lại còn vừa nghe lời ba mẹ nữa ạ. Thế còn Tuấn Phong, cô thấy Tuấn Phong cười rất nhiều. Nếu như mà mình phải vào vai một bạn em bé mà hơi khó tính một tí, không được cười tí nào, thì con nghĩ rằng con có làm được không? Cái đấy thì con làm được ạ. Chắc không? Bây giờ mình thử đi. Mình thử nét mặt nghiêm nghị cho cô xem nào. 1, 2, 3. Nào, ôi trời. Rồi, nghiêm nghị rồi. Bây giờ mình thử một cái nét mặt gọi là hơi tức giận một tí xem nào. Các bạn nhỏ thì có rất là nhiều những cái ước mơ khác nhau, nhưng mà với hai bạn của cô thì chắc chắn là
hai bạn sẽ đều mong muốn mình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp đúng không? Con ước mơ sau này con muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng và con có rất nhiều tiền để hỗ trợ cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn ạ. Cái này chắc chắn là mình sẽ không thể làm được một mình mà cần có bố mẹ này đúng không? Đúng các rồi cô á. Chú của cả ekip nữa đúng không nào? Đúng rồi ạ. Con Tuấn Phong. Con thưa cô là lớn lên con ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp và hát thật nhiều bài hát tặng cho mọi người ạ. Hát thật nhiều bài hát để dành tặng cho mọi người. Vâng. Chứng tỏ là bình thường là Tuấn Phong cũng rất hay hát đúng không? Vâng. Thì nếu như mà ngày hôm nay trong chương trình 8 phim mà các khán giả rất là yêu thương con, rất là yêu thương cả An Nhiên, cả Happy của cô nữa, thì bây giờ nếu khán giả có một mong muốn là được nghe các con hát này, giống như là một món quà nào đấy mà các con gửi tặng khán giả ngay trên sóng truyền hình, thì con có đồng ý không? Con có. Con có ạ. Con sẽ gửi bài hát cho tất cả mọi người là bài hát Mẹ tuyệt vời nhất ạ. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được hết tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được con yêu mẹ nhiều. Cho em xin phép tất cả mọi người, kể về mẹ của em, người mẹ yêu dấu, bằng bao câu hát yêu thương, bằng bao lời ca, một luân duy nhất này cả thế giới ra đây mà xem. Nếu mà nói về nhân sắc, mẹ của em đẹp hơn cả tranh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ đắm chìm trong biển xanh. Mẹ luôn là tuyệt vời nhất, nói lời này con chẳng hề điêu. Việt Nam không phải chữ S mà đó chính là dáng của mẹ yêu. Mẹ chính là superstar, nụ cười như hái rau ha, chẳng cần phải nói đâu xa vì mẹ đẹp như những câu ca. Mẹ chính là superstar, nụ cười như hái rau hoa, chẳng cần phải nói đâu xa vì mẹ đẹp như những câu ca là superstar. Wow, Tuấn Phong vỗ tay với cô. Quá xịn, đây phải gọi là một bản rap cực kỳ là chất của bé An Nhiên khi mà còn bắn rap từ đầu đến đuôi, cực kỳ là trôi chảy. Còn bây giờ sẽ đến món quà của Tuấn Phong, thì đó sẽ là bài hát gì nhỉ? Bài Đêm Trường Sơn Nhớ Bác ạ. Ui, bài Đêm Trường Sơn Nhớ Bác luôn. Vâng. Ôi, cô Thúy rất là thích bài này. Nhưng mà nếu như mà bài này mà được hát bởi một em bé như thế này thì sao nhỉ quý vị khán giả? Chúng ta chắc chắn là sẽ rất tò mò đúng không ạ? Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng của thu bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đêm trường sơn chung trao nhìn trăng nhìn cây, cảnh về khuya như vẽ bâng khuâng chung trao thấy bác như đang đứng nơi này. Ơi đêm trường sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ bác bó suối về đây ngân nga. Âm vang trường sơn, âm vang trường sơn, đêm trường sơn vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa, tỏa ngàn hương thương nhớ bâng khuâng chung trao thấy bác như đang đến nơi này. Quá tuyệt vời Tuấn Phong ơi. Cô hy vọng rằng là sau này sẽ được nghe Tuấn Phong hát nhiều hơn nữa và cả An Nhiên nữa. Chúng mình sẽ luôn luôn gọi là trau dồi những cái kỹ năng của mình này, sẽ hát thật hay, sẽ diễn thật giỏi. Và quan trọng hơn nữa là phải cũng đảm bảo việc học của mình nữa này, và luôn luôn ngoan ngoãn để có thể nghe lời ông bà cha mẹ, và để chúng ta sẽ có một con đường đi dài hơn với nghệ thuật, và chúng mình sẽ tỏa sáng như những ngôi sao. Các con đồng ý không? Có. Thế ngày hôm nay khi các con đến với chương trình 8 phim thì các con có muốn nói lời cảm ơn nào đấy đến khán giả không? Những người đã luôn yêu thương các con trong những bộ phim truyền hình vừa rồi. Con cảm ơn các ông, các bà, cô dì, chú, bác đã yêu quý con và đã đón nhận vai diễn bé Happy của con ạ. Và con mong rằng sẽ được gặp lại các khán giả ở trong những bộ phim tiếp theo. Con cảm ơn khán giả vì đã quan tâm về vai diễn của con. Và hôm nay con xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người là mọi người luôn hạnh phúc, bình an và thành công ạ.
và luôn cười tươi như con nữa. Vâng. Dễ thương quá, cô cảm ơn Tuấn Phong và An Nhiên thật là nhiều vì ngày hôm nay hai bạn đã đến với tám phim của cô và đã làm cho không khí của trường quay thật là vui và cảm thấy mọi thứ vô cùng dễ thương. Chắc chắn là các khán giả sẽ còn yêu thương các con thật là nhiều. Một lần nữa cảm ơn hai con nha. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Con cảm ơn cô ạ. Quý vị khán giả thân mến, tới đây thì thời lượng chương trình của chúng tôi cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều hơn nữa hai diễn viên nhí này của chúng ta cùng với những vai diễn thật là thành công hơn. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Xin chào. Xin chào.